Cuộc đi bác thấy rằng tuần vừa rồi đó hai ông mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp nhau đó, chỉ có gặp nhau cái hình như là ngày 25 26 này đó. Cùng à, cái không phải gặp nhau mà cùng cái thời điểm đó thì ông Mỹ tới trước, ông Mỹ tới ngày 23. Trước khi ông Mỹ tới đó thì đã có đưa một cái thêm một cái tàu tuần tra nữa của Mỹ. Đấy, cái hôm mà tháng 5 2017 đó thì tôi phỏng vấn ông là ông thiếu tướng ở bên cảnh sát biển, tức là mình gọi đây là Coast Guard, Việt Nam Mỹ gọi Coast Guard, bên Việt Nam gọi cảnh sát biển. Ông nói rằng năm cái chiếc tàu Hamilton mà chúng tôi sắp sửa nhận lớn hơn bất cứ cái tàu nào ở Việt Nam mình đang có. Thì bây giờ cái chiếc thứ hai đã được đi qua rồi, chiếc thứ ba là sắp sửa đi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, ông James Mattis là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông ấy là một người nguyên là tư lệnh của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông ấy tới giống như là ông Obama để tới chùa gì quên mất này, Thành Hoàng, à, chùa Thành Hoàng. Cảm ơn này. Ông James Mattis tới chùa Trấn Quốc. Vâng. Đấy. Mà quý vị hiểu rằng chữ Trấn Quốc nó cái gì là gì, nói lên cái tinh thần Phật giáo lúc đó, mặc dù là Phật giáo nhưng mà đây là cái cơ sở mà gọi là một cái tổ chức Giữ mà nước. cứu nước, giữ nước. Trấn Quốc là giữ nước mà đấy, là bởi mới lấy cái tên là chùa Trấn Quốc. Mà chắc chắn ông phải được người ta giải thích cho ông á. Thì ông ấy tới đây á, ông vào cái phái đoàn tùy tùng của ông ấy đã thăm viếng và thắp nhang trước cái tiền nhân ở trong chùa Trấn Quốc, những tiền nhân anh hùng Việt tộc tại hương án chùa Trấn Quốc Hà Nội. Nói lên cái gì, tại sao họ không đi tới đặt cái vấn đề nhân quyền hay gì đó, bởi vì ông James Mattis cũng giống như các vị tổng thống là các lãnh đạo tiền nhiệm, họ biết đạo Phật là gốc đã xây dựng cho cái đất nước này. Tại sao không có ông nào đi tới Vương cung Thánh đường hay là đi tới nhà thờ cổ Hà Nội? Hồi đó thì ông Obama có tới Vương cung Thánh đường, nhưng mà tới để không phải ông Obama, ông Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là ông John Kerry. Ông John Kerry tới rồi, ông John Kerry tới làm lễ, tại vì ông ngày chủ nhật lễ buộc của bên công giáo. Mà ông đi bộ từ bên một tòa đại sứ Mỹ đi qua bên Vương cung Thánh đường ngay ở chỗ đó trên đường Lê Duẩn, hồi xưa là đường Thống Nhất. Ông đi bộ qua khơi khơi, ông bảo Việt Nam rất là an ninh. Thế nhưng mà cái vấn đề mà cái hành động biểu tượng văn hóa Việt và cái chùa Trấn Quốc đã xây dựng cách đây 1.400 năm để thờ các anh hùng dân tộc và Bồ Tát của dân tộc Việt Nam, thành ra mới đặt tên là chùa Trấn Quốc, là bảo vệ đất nước Việt Nam. Từ đời Lý đời Trần đạo Phật gắn liền với dân tộc và gần như quốc giáo. Thì mới đây ông Tổng thống Donald Trump cũng vậy, đứng phát biểu trong diễn đàn Đông Nam Á tại Đà Nẵng. Cách đây hơn một tháng ông cũng nhắc cái sự kiện Hai Bà Trưng lên giành quyền tự chủ ở Việt Nam ở thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, trong khi trước mặt ông có ông Tập Cận Bình đang ngồi đó. Thì chúng ta thấy rằng á, bây giờ người Mỹ họ có một cái nhìn khác về Việt Nam, họ đang nhắm một cái hướng khác, thành ra các ông cộng đồng này cứ đòi họ phải đặt vấn đề nhân quyền, thả mẹ nấm ra, rồi ngày hôm nay thả ông Trần Nguyễn Công Chính linh mục, ông ra giám mục, cái ông mục sư Nguyễn Công Chính này, cái đại khái rồi bây giờ rốt cuộc ông Chính ông làm gì, ông lấy cái vé máy bay để đi Mỹ thôi. Đấu tranh gì đâu. Thành ra mình mới nói chuyện này thì là bây giờ thì phải xét lại cái công tội của Thiên Chúa giáo Việt Nam, nghĩa là tức là gọi là cha cố đi trước, phải không ạ? Thì giặc cướp cướp nước theo sau, vâng. Thành ra đó là tất cả những cái đó đó là vì có cuộc đô hộ của người Pháp mà cái đạo Thiên Chúa nó bành trướng và nó phá phách, nó làm cho cái người dân Việt Nam đó cái đạo Phật bị chìm xuống. Đấy, người ta nói rằng thì là
cái nhà thờ Đức Bà là nhà thờ lớn Hà Nội đó. Dạ, là trước, của Phật giáo. Vâng, dạo là trước. Cái nền của cái chùa đó. Vâng, dạo trước nó là cái chùa bút tháp gì đó, mà nghĩa là nó soi gương cả tới cái hồ Hoàn Kiếm. Dạ. Thế à, thành ra cái thời đó lấy nhiều cả, nó bẻo quẹo cả một giai đoạn lịch sử. Rồi tới lúc mà ông Diệm chết cũng chỉ vì đấy là một cái chuyện dại dột mà đứng về bên phía Thiên Chúa giáo. Thành ra tôi cứ nghĩ rằng bao nhiêu chùa chiền bây giờ nó mọc lên như nấm ở Việt Nam và nó mọc như nấm ở hải ngoại, đúng không ạ? Thành ra không đỡ được, đây nó chỉ là một cái sự phục hồi lại mà bao nhiêu năm nó bị thua thiêu chột, bao nhiêu năm, và còn cái đạo của dân tộc đó là cái đạo tứ ân, đạo thờ ông bà, đạo thờ ông bà. Và chứ còn thì nói tới cái đạo Thiên Chúa nó là đạo lạc, đạo gì đó. Hôm vừa rồi buổi sáng nay tôi ngồi cà phê cũng có mấy ông Thiên Chúa giáo, mấy ông nó cũng nặng lắm rồi. Thì tôi mới nói này, nó có một cái câu, nó có một cái sử gia Trầm Trọng Kim tự dưng ông ấy đem ông ấy đề là có một cái anh tên là Ngọc, cái thằng tên là Ngọc nó báo cái nơi mà vua Hàm Nghi trốn, Tôn Thất Thuyết, thế thì ông này một cái thằng mà nó ví dụ nó nằm ở trong cái đó đó thì nó không phải là cái người phàm, nhưng mà nó ra nó báo với ai, nó nói ai nghe, đúng không ạ? Thì tức là cái thằng Ngọc này nó là thằng công giáo, nó ra nó xưng tội với ông cha, xưng tội với ông linh mục, ông linh mục mới cho tay nó biết để mà nó vào nó bắt vua Thành và bắt Hàm Nghi mới để gì đó phá cái cuộc cách mạng Việt Nam. Nhưng mà sử gia Trần Trọng Kim không nói cái đoạn đó. Không nói cái đó, nói cho thằng Ngọc tôi chưa thấy một cái người nào viết lịch sử mà tự dưng lại đưa một cái thằng tên là Ngọc mà nó đi ra nó tố cáo thì nó buồn cười ở cái chỗ đó. Mà đấy, ông Trần Trọng Kim mới là cái người mà họ bực mình về cái đó. Cái đó là phân nửa ổ bánh mì đấy. Đúng. Vâng, thưa quý cái này ạ. Thì bác Cường nó nói rồi, cái chùa, cái nhà thờ lớn Hà Nội đây là đất của chùa ngày xưa. Và bây giờ thì tất cả lịch sử đã chứng minh rồi. Những cái ông như là mà ông giám mục Nguyễn Thái Học, rồi ông Đặng Hữu Nam, rồi ông Nguyễn Đình Thục sắp sửa ra tòa rồi. Thì rồi ông Nguyễn Ngọc Phương Nam, tất cả những người đó họ đã nằm trong cái quỹ đạo của ông giám mục Nguyễn Thái Học. Ông Nguyễn Thái Học là người của Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông kia cũng Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Thì bây giờ đó, nhưng mà mấy ông chỉ là học trò của Nguyễn Thái Học thôi. Ông Nguyễn Thái Học thì bây giờ có phải chăng đó là cái âm mưu của Vatican vẫn luôn luôn lúc nào muốn dùng tôn giáo là một cái phương tiện để mà gọi là xâm chiếm Việt Nam hay không? Theo tôi thì thế này, ban nãy tôi nhắc lại cái ông chủ tịch nước gặp Đức Giáo Hoàng. Không ạ? Cái bọn công giáo, bọn đấm ngực mà truyền thông ở bên này này, bọn này nó biết rằng Vatican bỏ nó. Nó biết rằng Vatican bỏ nó. Nó là một người chứng khôn hơn dặn. Cho nên nó bây giờ nó nổi dậy. Nó nổi dậy. Nó tức là bọn Vatican bỏ rơi đấy. Vâng. Nó biết rằng thì là cái Vatican cũng khủng hoảng rồi. Nói chuyện sự thực ra Vatican cũng khủng hoảng. Tao cứu tao còn không được. Cho nên ông Giáo Hoàng ông mới nói rằng thì là chẳng thà đừng có đạo, tức là đừng có đạo Thiên Chúa, còn hơn là lá mặt lá trái. Lá mặt lá trái là bọn Little Sài Gòn, bọn chống cộng ở đây, bọn mà tôi gọi nó rằng thì là đáng lý ra là người ta đấm ngực mình, lỗi tại tôi thì nó đấm ngực người khác ạ. Cái bọn đấm ngực người khác nó lại nó ghê như vậy. Mà tôi còn nhớ mấy câu hát ở trong dân gian sau khi cách mạng tháng 8 bùng nổ ra và Bác Hồ tuyên đọc tuyên ngôn độc lập thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì
cái trong cái dân gian họ có cái câu cờ tam sắc phất phới đi đằng trước, súng mút cà tông khê thanh giá đi đằng sau. Trong dân gian nó có cái đó. Sao mút mút cà tông là cái súng của Pháp mà chưa súng trường đó, 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 đó. Nghe là súng trường đó. Cờ tam sắc phất phới đi đằng trước, súng mút cà tông khê thanh giá đi đằng sau. Thì mới đầu là nó dưới danh nghĩa là đi buôn đồ phổ nghĩa, nào không ạ? Có tên đi buôn, sau đó rồi nó mới đặt cái vấn đề là cấm đạo cấm biết cho nó. Dạ, vâng. Đấy. Vâng, thưa các bác, là ở bên Việt Nam đang có một cái tin nóng.